theo là ghi nhận tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, vườn quốc gia Côn Đảo là nơi đầu tiên của Việt Nam thực hiện thành công chương trình bảo tồn rùa biển. Số rùa biển về đẻ trứng tại Côn Đảo chiếm 90% số lượng rùa biển của Việt Nam. Năm 2021, vườn quốc gia Côn Đảo ghi nhận rùa biển lên các bãi đẻ quanh năm từ tháng 1 đến tháng 11, nhưng đẻ tập trung nhất là từ tháng 6 đến tháng 10. Số liệu thống kê đến ngày 20 tháng 11 năm 2021 đã ghi nhận được 1.956 tổ trứng được đẻ trên 13 bãi và ước tính có 647 rùa mẹ lên bãi làm tổ. Vương đã tiến hành bấm thẻ và theo dõi tại năm bãi đẻ được 305 cá thể rùa mẹ lên bãi đẻ thành công 932 tổ. Do mùa cao điểm, một số bãi biển lớn như Hòn Bảy Cạnh, Hòn Trai lớn mỗi đêm có từ 10 đến 20 rùa mẹ lên làm tổ có khoảng 150.000 rùa con được cứu hộ, nở và thả về biển. Với thành công của hoạt động bảo tồn rùa biển, công đảo đã trở thành dùng bảo tồn rùa biển quan trọng của Việt Nam, khu vực và toàn cầu. Ban Quản lý Dường Quốc gia Công đảo đã ban hành quy định bảo vệ sinh cảnh, bãi đẻ của rùa biển gắn với hoạt động sinh thái Dường Quốc gia côn đảo. Quy định này được thực hiện nhằm mục đích tăng cường bảo vệ rùa mẹ, rùa con mới nở và trứng trên các bãi đẻ, hạn chế ở mức thấp nhất sự bất lợi từ tự nhiên và con người ảnh hưởng đến rùa mẹ, sức sinh sản của chúng ở các trạm bảo tồn và một số bãi theo dõi. Nghiên cứu các đặc tính sinh thái và đặc tính sinh học để bảo tồn chúng được tốt hơn. Năm 2022, Ban Quản lý Trường Quốc gia Côn Đảo sẽ tiếp tục phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Côn Đảo Resort, triển khai phương án phục hồi và bảo tồn bãi đẻ sụ biển tại đất dốc giai đoạn 2021-2025, phối hợp với liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên tại việt nam tổ chức chương trình tình nguyện chiên bảo tồn rùa biển